các em ấy cũng bảo với em là ở bên kia làm bên Sài Gòn đấy làm massage rồi ở quán ăn các thứ ấy. Ở bên này thì lương cao thì chị xem ở tìm việc giúp em. Mỗi lần đưa các cô sang là vào buổi tối đưa thì đưa đường đỏ à, lần nhiều nhất là 4-5 cô đấy à, tổng cộng khoảng 7-8 người. Hơn 10 cô gái ở các tỉnh miền Tây đưa ra sang Trung Quốc để ép bán dâm. Nhiều nạn nhân là coi như là không chịu đựng được cái việc mà bị ép bán dâm, mà bán dâm trong ngày nhiều lần, cho nên là đã tìm cách trốn về Việt Nam. Cũng có những nạn nhân là yêu cầu gọi điện yêu cầu sang và yêu cầu sang cho về, nhưng các đối tượng này đã bắt người thân và gia đình và chính bản thân nạn nhân là phải đưa tiền chuộc. Đấy, và cụ thể là chúng đã lấy được mấy trăm triệu tiền chuộc của gia đình các nạn nhân.